Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Thì Honda HR-V đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản là bản L và bản RS. Thì Mạnh Linh đã có một video nói về bản RS rồi. Vậy thì còn bản L thì sẽ có những điểm thay đổi gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì Honda HR-V có hai phiên bản và mức giá thì như anh em đang thấy ngay trên màn hình. Với bản L là sẽ có mức giá là 826 triệu và tùy phiên bản sẽ có mức giá chênh là khoảng 5 triệu tùy màu. Còn với bản cao cấp nhất thì là 871 triệu thì như anh em đã biết rồi. Ngay ở phần đầu xe thì cách thiết kế của phiên bản L thì sẽ giống với phiên bản RS, không phải mặt ca lăng như thế này ở thị trường Thái Lan. Đó chính là phần mặt ca lăng có những đường nẹp kẻ ngang cơ, chứ không phải mặt ca lăng kiểu như này. Và điểm khác biệt đầu tiên là sẽ không có những cái mạ chrome ở trên cái phần mặt ca lăng như thế này. Một vài chi tiết chrome khác như ở trên phía trên này, kẻ ngang này, hay là ở phần dưới, cản dưới cũng sẽ không bị bỏ đi là cái chi tiết chrome. Về mặt trang bị thì cụm đèn chiếu sáng vẫn là được trang bị cụm đèn chiếu sáng full LED. Và tuy nhiên có một điểm khác biệt đó chính là cái đèn xi nhan đã không còn là đèn xi nhan chạy đuổi như ở trên bản RS nữa, mà đèn xi nhan thông thường thôi. Nhìn ngang xe thì vẫn vậy thôi, nhưng chúng ta đã có một điểm khác biệt mà có thể nhìn ngay thấy, đó chính là phần mâm 17 inch và cách làm cũng khác. Tuy nhiên thì với phần mâm này thì tôi nghĩ rằng nó vẫn có một cái độ đẹp nhất định. Bên cạnh đó thì với cái bản lốp to hơn chắc chắn là sẽ đem lại một cái khả năng vận hành nó êm hơn so với bản RS. Rồi, ở đây thì vẫn sẽ có gương gập điện, chỉnh điện được đặt trên cánh cửa, anten V cá, một vài trang bị rất là cơ bản. Bước xuống phần đuôi xe thì cách thiết kế, cách làm thì vẫn tương tự như trên bản RS, không có sự khác biệt quá nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì anh em có thể thấy rằng cái giải LED này ở trên phiên bản L thì theo như hãng công bố là đây là màu đỏ, còn với giải LED của trên bản RS sẽ là màu trắng. Đấy, cốp thì vẫn là mặt cơ, tương tự như phiên bản RS, không có gì khác biệt cả. Rồi, phần ống xả sẽ được đặt ở bên dưới, vẫn là hai ống xả ở hai bên. Tuy nhiên thì cách làm này của HR-V thì tôi thấy rằng nó đang giống với chiếc CR-V phiên bản hiện tại ở Việt Nam. Tức là họ đặt cái ống xả mà họ không làm cùng với cản dưới. Chính ra ốp cái ống xả vào cái cản dưới này thì trông nó sẽ đẹp hơn. Bên trong khoang nội thất của chiếc HR-V phiên bản L thì vẫn tương tự như phiên bản RS, chúng ta vẫn sẽ có bộ ghế da. Ghế da, toàn bộ là ghế da và cách thiết kế, cách bày trí tương tự như vậy. Tuy nhiên thì phần ghế da này sẽ được chuyển sang đó là không chỉ trắng, không phải chỉ đỏ như bản RS. Bên cạnh đó thì HR-V trên cả phiên bản cao cấp nhất cũng không có cửa sổ trời. Một vài trang bị như tôi đang thấy ở đây, chúng ta vẫn sẽ có Honda Sensing, phần màn hình tương tự như bản RS này. Rồi kể cả là cái cụm hiển thị thông tin ngay trước mặt, làm theo cái dạng gọi là một nửa là cơ và một nửa là hiển thị kỹ thuật số. Và ở tại phiên bản này thì chúng ta vẫn sẽ có điều hòa tự động, tuy nhiên chỉ là một vùng thôi và cách làm cũng rất là đẹp, giống như trên chiếc Civic mới đấy. Xoay đến đâu thì màu sắc nó sẽ thay đổi theo đấy, tăng lên thì nhiệt độ sẽ là màu đỏ, còn giảm xuống sẽ là màu xanh, cũng có chế độ mắc cool. Một vài cái điểm khác mà Honda có công bố ở trong sự kiện đó chính là chúng ta sẽ có cái điều chỉnh hướng gió, đó là một cái rất mới ở trong cái phân khúc xe như thế này. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có là các chế độ lái này, ba chế độ lái này, phanh tay điện tử, auto hold. Cái này thì HR-V vẫn duy trì từ phiên bản đời trước rồi. Gương chống chói tự động cũng sẽ được trang bị ở trên phiên bản này. Một vài trang bị khác nữa mà chúng ta sẽ không thấy ở trên chiếc xe này, ví dụ như gạt mưa thì chưa phải là loại tự động như bản RS này, hay là sẽ có hệ thống âm thanh, sẽ có 6 loa so với 8 loa trên bản RS. Và một cái trang bị thường thấy ở trên bản cao nhất của những mẫu xe của Honda đó chính là Land Watch, hiển thị trên màn hình này, tích hợp trên gương. Và thậm chí là kể cả bản L này, chúng ta vẫn sẽ có lễ chuyển số sau vô lăng, là cực kỳ ưu ái rồi. Nếu mà so với bản RS thì tôi thấy rằng bản L này khá là hợp lý và đầy đủ, với mức giá 826 triệu thì sẽ mềm hơn và dễ chịu hơn. Chìa khóa thì vẫn sẽ được trang bị chìa khóa mới và tương tự như trên chiếc Honda Civic cũng ra mắt cách đây không lâu. Ở tại hàng ghế thứ hai thì kể cả bản L này vẫn sẽ được trang bị cửa gió điều hòa và bệ tì tay ở đây. Nói chung là nó sẽ tương tự như trên chiếc HR-V phiên bản RS thôi. Bởi vì chúng ta cũng đã biết rõ rồi là HR-V sẽ có tới 4 phiên bản ở thị trường nước ngoài cơ, là phiên bản E và phiên bản G nữa. Và phiên bản L thường thì các mẫu xe của Honda phiên bản L đã là phiên bản cao cấp nhất rồi. Và bản RS thường sẽ là bản thể thao và thêm một số những cái trang bị và option thêm thôi. Còn
đối với những cái bản cao cấp như bản L thì mọi trang bị đã là đầy đủ rồi. Về phần động cơ thì Honda HR-V cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5 tăng áp cho công suất là 174 mã lực và mô men xoắn là 250 Nm. Một lát nữa thôi thì tôi sẽ trải nghiệm chiếc HR-V này ở trong khuôn viên và bài test của Honda. Về trang bị an toàn thì Honda HR-V cả hai phiên bản đều được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing. Tuy nhiên thì sẽ có một vài khác biệt an toàn bị động là số lượng túi khí ở trên phiên bản này sẽ thấp hơn so với phiên bản RS. Và bây giờ là phần vận hành của chiếc HR-V 2022. Thì với khuôn viên trong sự kiện của Honda như thế này thì rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ chia sẻ với nhau với những cảm nhận ban đầu mà thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mượn được xe và chia sẻ với anh em kỹ hơn vào những thời điểm tiếp theo. Bây giờ mình sẽ bắt xe phía trước nhá. Để lên... Rồi, bây giờ mình bỏ chân ga ra. Đi nhanh hơn tí đi Dương ơi. 70. Rồi. Để xe phía trước đi tốc độ như nào thì mình xem mình sẽ đi tốc độ như thế. Dừng lại đi Dương ơi. Rồi, đấy, xe phía trước đã dừng lại. Rồi, đấy, nếu mà đi muốn đi thì vẫn đi sang. Rồi, nó sẽ lại đi sang phía trước. Bây giờ thì chúng tôi đang trải nghiệm cái tính năng có mặt trên Honda Sensing. Đây, tính năng Adaptive Cruise Control thì bám theo xe. Thì anh em cũng đã biết nhiều về tính năng này rồi, cũng có mặt trên rất nhiều mẫu xe. Thì với tính năng này thì Honda HR-V cũng cho phép chúng ta di chuyển kể cả ở giải tốc độ thấp. Ngay ở với những cái khúc cua như thế này thì tôi đã cảm nhận được là cái vô lăng của HR-V đúng những gì tôi kỳ vọng trên, có thể nói rằng đây là đặc sản của Honda. Cái cách làm vô lăng có cái độ nhạy rất cao và đem lại một cái trải nghiệm cực kỳ thích với những người mà thích ngồi lái như thế này. Và như tôi đã chia sẻ với anh em thì kể cả bản L thì vẫn có lệnh chuyển số ở sau vô lăng. Và với động cơ 1.5 trên một chiếc crossover hạng B như thế này thì chắc hẳn là anh em cũng đoán được rồi. Với cái thân sắc nhẹ thì động cơ này hoàn toàn và nhẹ nhàng có thể kéo được chiếc xe này đi qua một vài cái cú đạp thấp ga hay là những đây. Cái điều đầu tiên mà tôi cảm nhận khi mà đạp thấp ga lên tới 100 km/h là độ trễ, một là của chân ga, hai là của turbo. Thì với chiếc HR-V làm tốt hơn so với chiếc Civic mà trước đó tôi đã được trải nghiệm. Thực sự là thích hơn. Đây, đang có tính năng giữ làn đường. Và với cái phần vô lăng cũng có cái độ siết tốt, kể cả khi chúng ta đi cao tốc với tốc độ cao này. So với phiên bản thế hệ tiền nhiệm thì đã làm tốt hơn rồi. Mặc dù là HR-V phiên bản trước đây cũng đã được đánh giá là có phần vô lăng khá tốt ở trong cái phân khúc này. Về cái tính năng an toàn thì có lẽ tôi sẽ không nhắc lại và trải nghiệm nhiều nữa, bởi vì rõ ràng chúng ta đã quá quen thuộc với hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing rồi. Với những pha lắc lái ở trên HR-V thì phản hồi cực kỳ tốt. Cảm giác như chiếc xe được phản hồi ngay lập tức với cái phần vô lăng này. Có sự gắn kết với nhau chặt chẽ, nó không bị cái cảm giác là mặc dù là đã đánh lái sang phải sang trái rồi nhưng cái xe nó vẫn đi thẳng. Vừa rồi thì có nhiều anh em sau khi đã trải nghiệm có chia sẻ với tôi rằng là cái chiếc ghế của HR-V không giống như trên CR-V. Tức là cái phần ghế này nó có một cái độ là đặt chìm xuống và để cho có một cái tư thế ngồi chắc chắn hơn, vững hơn, tránh bị chỏng chành khi mà chúng ta để phần ghế này quá cao. Thì với điều này thì khi tôi trải nghiệm thì tôi đã phát hiện ra một điều, đó chính là có vẻ như nhiều anh em cũng quên mất là chiếc HR-V này có thể hạ được phần ghế xuống thấp hơn nữa để có một cái phần trọng tâm vững hơn. Đương nhiên là đây, anh em có thể nhìn thấy rằng cái phần vai của tôi đến nó đang chạm ở cái phần ngang với cái phần mép cửa kính bên ngoài như thế này. Bên cạnh đó thì phiên bản RS còn có một cái tính năng khác, đó là có kết nối Honda Connect. Thì cái này sẽ giúp anh em theo dõi được xe sát sao hơn, chống trộm, rồi thì những cái tính năng khác báo về lịch bảo dưỡng định kỳ. Rồi vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc HR-V 2022 với hai phiên bản đã được phân phối tại thị trường Việt Nam là phiên bản L và phiên bản RS có mức giá lần lượt là 826 triệu và 871 triệu
tùy màu sắc thì sẽ cộng thêm 5 triệu đồng nữa. Anh em thấy thế nào? Đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới và hãy nhớ like, share, subscribe, ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên Mê Xe và ủng hộ Mê Xe đặt cột mốc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.